Hôm nay, trong lúc lục lại những bức ảnh cũ chụp từ ngày xưa, mình có tìm thấy bức ảnh này. Đây là bức ảnh chụp tấm bằng kỹ sư tốt nghiệp đại học Bách khoa Hà Nội mà mình được nhận cách đây đúng 10 năm. Còn đây là bảng điểm 5 năm học Bách khoa của mình. Hôm nay mình sẽ review bảng điểm này cho các bạn. Trước khi đi vào phần chính thì mình xin giới thiệu qua lại một chút về background của mình. Hiện tại thì mình đang là một senior AI engineer, nhưng mà hồi mình học Bách khoa thì chuyên ngành của mình là truyền thông và mạng máy tính. Ngày ấy mình chọn chuyên ngành này tại vì mình đặc biệt yêu thích định hướng an ninh mạng. Một phần do là mình rất là hâm mộ chú Quảng cũng như là BKV ấy mình xem trong danh sách giảng viên của bộ môn có chú quả nên mình hạ quyết tâm kiểu dịu phải vào đây học để có thể được gặp chú. Một phần nữa là mình rất thích trở thành một hacker sau khi đã xem những bộ phim của Hollywood và mình tin rằng nếu mình có thể hack Facebook hay là mình có thể hack được tin nhắn thì khi mà mình tán gái nó sẽ dễ thành công hơn. Năm 2014 mình tốt nghiệp với tấm bằng giỏi trong tay màu đỏ và rất đẹp. Tuy nhiên sau này khi học lên về thạc sĩ cũng như là đi làm thì mình lại chuyển sang bên AI chứ mình không còn dính dáng hay liên quan gì đến chuyên ngành cũ nữa. Thế còn đối với ba mục tiêu ban đầu mình đề ra khi học bách khoa? Cho đến tận bây giờ mình vẫn chưa được gặp chú quả lần nào Từ 2020 đến 2022 Mình đã lần lượt bị hack mất tài khoản Facebook Email cũng như là kênh Youtube Và mình phải sau 30 tuổi mình mới lần đầu có người yêu Ok, giờ vào nội dung chính các bạn nhé Năm đầu tiên, giống như tất cả các bạn tân sinh viên khác Thì mình học các môn đại cương Từ môn số 1 đến môn số 11 Bao gồm triết học, toàn cao cấp, vật lý đại cương vân vân. Năm một này để lại cho mình rất nhiều ấn tượng Đầu tiên là về trinh lệch giới tính Lần đầu tiên trong đời mình học ở một nơi lệch giới tính đến vậy giảng đường có gần 250 sinh viên thì có chưa đến 10 bạn nữ. Tiếp theo là các môn triết học. Các thầy cô dạy triết có khả năng nói, khả năng thuyết trình rất đỉnh. Bài giảng của các thầy cô thường hơi chủ tượng một chút nhưng nghe cực kỳ cuốn. Mình khi học các môn này luôn có cảm giác rằng những gì các thầy cô nói rất có lý và thuyết phục, có lẽ một phần là do phong thái vô cùng tự tin của các thầy cô. Chỉ có một nhược điểm nhỏ là mình hầu hết không hiểu những gì các thầy cô nói. Năm một mình học hai môn triết chia đều cho hai học kỳ thì mình có một môn bị trượt. À, thường thì ngày xưa điểm đỗ của các bạn là 4.0 thì các bạn qua môn thì môn đấy mình được 3.9. Môn học tiếp theo mà mình muốn review là vật lý đại cương. Bộ 3 môn vật lý đại cương 1, 2, 3 mà mình học ở trong 3 kỳ đầu của bách khoa thực sự là một cơn ác mộng. Mình ngày ấy thi đại học được 9.6 điểm môn vật lý, có nghĩa là mình chỉ có sai 2 câu trên 50 câu trong đề thi mà thôi. Hứa thì vẫn còn thi hai kỳ thi riêng là kỳ tốt nghiệp cấp 3 và kỳ thi đại học chứ chưa có gộp vào là một như bây giờ. Nên tuy vậy mình vẫn gặp rất là nhiều khó khăn và mình phải vô cùng chạy chật để có thể lết qua được ải và lý đại cương của bách khoa. Kiến thức thì khó, hàng toàn bọn mình phải lên phòng thí nghiệm để làm thí nghiệm thì mới được thi cuối kỳ. Hồi mình làm thí nghiệm mình điền đúng số liệu đo được thì giáo viên phòng thí nghiệm không chấp nhận, trong khi mình cóp tạm số liệu của thằng ngồi bên thì lại được. Để thi cuối kỳ sẽ có 30% hoàn toàn là lý thuyết và để có thể làm được phần thi này thì bọn mình sẽ phải ra phía sau thư viện tạo quang biểu mua một tập lý thuyết dài từ 20 đến 30 trang và phải ngồi học thuộc lòng học lòng ở đây theo đúng nghĩa đen luôn tại vì gần như sẽ chẳng thể hiểu được gì trong mấy chục trang giấy đó năm một thì tân sinh viên như bọn mình còn được học giáo dục quốc phòng đây là môn học khá là thú vị trường mình có sân vận động riêng nên bọn mình không phải đi tỉnh để học quốc phòng như sinh viên các trường khác môn này cũng khá là hay và chia bọn mình được tập bắn súng laser và ném bom gỗ coi như là csgo phiên bản đời thực cuối cùng mình sẽ review đặc sản của trường bách khoa dành cho các tân sinh viên đó là các môn toán cao cấp trong năm đầu tiên bọn mình phải học 4 môn toán bao gồm đại số, giải tích 1, 2, 3. Bản thân mình là một người học được môn toán nên mình dành rất nhiều thời gian cho các môn này. Các môn này không quá khó với mình, tuy nhiên thực sự là mình không có thích lắm các môn toán ở bậc đại học nếu so sánh với bậc phổ thông. Theo đánh giá của cá nhân mình nhé. Toán cấp 3 các bạn cũng sẽ cần phải nắm được một vài những công thức cơ bản, rồi sau đó với các cái bài toán các bạn sẽ cần phải phân tích, biến đổi đề bài dựa vào các công thức để tìm ra đáp án. Và một bài toán có thể có nhiều cái giải khác nhau. Có lên đại học với toán cao cấp thì công thức gần như là everything, các bạn sẽ phải nhớ rất nhiều công thức và nếu các bạn ốp đúng công thức vào thì gần như là sẽ giải xong bài. Còn nếu các bạn quên công thức thì coi như nghỉ. Rất khó để có cách thứ hai để giải một bài toán ngoại trừ cách ốp chính xác công thức vào bài toán đó. Điểm của mình cho bốn môn này thì cũng phù quý ra lùi, môn cao môn thấp, nhưng nhìn chung là mình thấy chúng không quá khó, ít nhất là so với các môn và lý đại cương. Sang năm 2 và năm 3, mình bắt đầu mình được học các môn cơ sở ngành. Đây là những môn các bạn bắt buộc sẽ phải học bất kể chuyên ngành hè của các bạn là gì. Trên màn hình của mình thì đây là các môn từ môn số 12 đến môn số 30 gần như tất cả các môn kinh điển nhất của sinh viên công nghệ thông tin thì mình đều được học trong hai năm này. Đầu tiên mình muốn nói về môn tin học đại cương. Đây là môn học giúp mình làm quen với các kiến thức lập trình cơ bản. Hồi cấp 3 thì giống như các bạn, mình cũng được học lập trình Pascal nhưng thực sự là mình không biết và không nhớ gì cả. Đây là lần đầu tiên trong đời mình cảm thấy lập trình thú vị. Nhìn cách thầy chỉ cách trao đổi giá trị hai biến mà không dùng biến trung gian. Hay là lần đầu tiên được nghe tới bài toán hấp hà nội kinh điển. Mình cảm thấy là, ô, mình chọn đúng ngành rồi. Đây cũng là lần đầu tiên mình tiếp xúc với ngôn ngữ lập trình C thấy khá là ok. Khi lập trình được dùng IDE tử tế chứ không phải code trên màn hình xanh lè như hồi các ba học Pascal. Thi cuối kỳ mình được điểm A, coi như là happy ending. Môn thứ hai để lại ấn tượng mạnh đối với mình trong dạng này đó là môn kiến trúc máy tính. Đây cũng là một môn cơ sở ngành mình rất thích. Mình được học về CPU, về ROM, về RAM, về bộ nhớ cache. Nhìn chung thì trong một rừng các môn học về phần mềm mà tự dưng lòi ra một hai môn về phần cứng như thế này thì cũng rất là thú vị. Công mà, mà nói, thì mình thích môn này vì nội dung thì ít, mà vì giảng viên dạy thì nhiều. Mình vẫn nhớ thầy dạy mình ngày ấy là thầy Khánh. Thầy có phong cách dạy rất hài hước với câu nói bất hủ: Học công nghệ thông tin, nếu biết nhiều thì đi làm, biết ít thì đi dạy, còn không biết gì thì đi làm cố vấn. Môn học tiếp theo mà mình muốn review cho các bạn, đó là môn hệ điều hành. Đây là môn học dạy cho mình hai điều. Thứ nhất là khi máy tính khởi động, thì có những thành phần nào chạy, cái nào chạy trước, cái nào chạy sau. Thứ hai là nếu giảng viên có hỏi rằng thích thi cuối kỳ được mang tài liệu hay là thi cuối kỳ không được mang tài liệu thì nhất định phải chọn về sau. Vì nếu chọn cái về trước ấy, vế được mang tài liệu thì thầy cô sẽ ra đề theo kiểu là có tài liệu cũng chỉ để làm cảnh thôi, tại vì không có chép được. Thầy dạy mình môn này, thầy Hải có chiêu chống chép bài nhau khi thi cuối kỳ rất dị. Nếu hai bạn bài giống hệt nhau thì bài ai thầy chấm sau sẽ bị trừ điểm, bất kể người đó là người cho chép hay là người được chép. Mình không nói mình thi cuối kỳ mình chép bài của bạn A nhưng lại bị trừ điểm vì giống bài của bạn B để rồi cuối cùng mình nhận điểm C. Tiếp theo là mạng máy tính. Đây là môn học của mình đặt rất nhiều quyết tâm và học hành nghiêm túc từ những buổi đầu. Do đây là môn học có liên quan trực tiếp đến chuyên ngành của mình. Môn này trong quá trình học thì mình thấy bản thân mình cũng khá là hiểu kiến thức. Bài tập hàng tuần thì mình cũng hiểu và mình làm được. Thế nhưng mà đến lúc thi thì mình cảm thấy rằng bài thi nó không có liên quan lắm đến những gì mình được học trong kỳ, do đó mình chỉ được điểm C cộng mà thôi. Hai môn tiếp theo mà mình muốn review là cấu trúc dữ liệu và giải thuật và toán dân rạc. Đây là bộ đôi môn học nổi tiếng thường được nhắc đến nhiều về độ khó của sinh viên IT. Mình được học về các cấu trúc dữ liệu như là danh sách liên kết, ngăn xếp, hàng đợi, cây. Các cái giải thuật sắp xếp như là sắp xếp nổi bọt, sắp xếp chèn, sắp xếp nhanh và về độ phức tạp của thuật toán. Mình cũng được làm quen với các bài toán kinh điển như bài toán tìm đường đi ngắn nhất, ma phương, tô màu đồ thị hay là sudoku. Đồng thời mình cũng được học về các giải toán tìm đường đi như Dijkstra, tìm kiếm theo chiều rộng, tìm kiếm theo chiều sâu cá nhân mình thì rất thích hai môn học này và mình thấy rằng chúng rất là hữu ích sau này kể cả trong những vòng phỏng vấn khi xin việc khi phải giải quyết các cái coding challenge cũng như quá trình làm việc sau này mình có lời khuyên là bạn nào đang là tân sinh viên thì hãy đặc biệt dành sự chú ý cho hai môn học vô cùng quan trọng này anyway mình nhận được hai con B không cao không thấp cho hai môn này môn học tiếp theo là môn cơ sở dữ liệu đây là một trong các môn học quan trọng bậc nhất đối với sinh viên công nghệ tin bất kể chuyên ngành hẹp các bạn chọn là gì Nói về nội dung học thì môn này mình và các bạn được học về SQL. Ở mức độ cơ bản thì SQL khá là dễ, nhưng sau này khi đi làm, lúc mà tối ưu hóa được đề cao thì SQL sẽ khó hơn rất nhiều. Môn này thì mình học với thầy Phương, thầy giáo được sinh viên yêu thích nhất của cả viện công nghệ thông tin. Cái thời của mình ấy thì vẫn được gọi là viện công nghệ thông tin chứ chưa có lên trường công nghệ thông tin như bây giờ. Tài khoản Facebook của thầy luôn ở trong tình trạng full 5000 friend và thầy phải lọc liên tục để có chỗ add thêm friend mới. Thầy dạy vui vẻ thoải mái, đề thi cũng khá nhẹ nhàng và tỷ lệ sinh viên được điểm A rất cao đây là một trong số những môn hiếm hoi mà mình cảm thấy rất là nhẹ nhàng khi học cũng như là đi thi. Tiếp theo mình muốn nói về môn lập trình hướng đối tượng. Bạn sẽ không được coi là tốt nghiệp IT nếu chưa thành thạo lập trình hướng đối tượng. Đây là câu nói mà mình đã từng được nghe một thầy giáo nói khi nhắc về tầm quan trọng của môn học này. Lúc mới học mình gặp rất nhiều khó khăn vì đã quen với việc lập trình tuyến tính một lèo từ trên xuống dưới. Giờ nó viết trước thì chạy trước, giờ nó viết sau thì chạy sau. Trong khi ở lập trình hướng đối tượng thì lại khác. Vị trí với cốt sẽ không quyết định thứ tự được chạy của những dòng cốt. Ngoài ra thì trước đó mình đã quen với việc là tất cả code dù ít hay là nhiều dòng thì sẽ được viết tất cả ở chung một file. Nhưng đến khi học lập trình đối tượng, code lại phải tổ chức thành nhiều file và nằm ở nhiều thư mục khác nhau. Cuối kỳ bọn mình phải làm bài tập lớn và đây cũng là lần đầu tiên trong đời mình thiết kế một chương trình có giao diện đồ họa. Mình trợ điểm C++ khá là thấp. Tuy nhiên sau này khi ra trường, học lên cao học rồi đi làm, mình phải công nhận rằng đây là một trong số những môn mà kiến thức học được hữu dụng nhất. Code khi đi làm ngoại trừ một vài trường hợp quy mô nhỏ thì tuyệt đại đa số sẽ được viết theo hướng lập trình hướng đối tượng. Môn học cuối cùng mà mình muốn review trong dạng này đó là môn Linux và phần mềm mã nguồn mở. Đây là lần đầu tiên trong đời mình biết rằng Windows không phải là hệ điều hành máy tính duy nhất. Mặc dù trong quá trình học, cô giáo có nói rằng nên cài đặt và sử dụng Linux để quen với hệ điều hành này, nhưng mình đã không làm thế. So với việc muốn cài đặt gì thì chỉ cần tải file cài đặt về, mở ra, ấn next 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 liên tục cho đến cuối là xong thì việc làm gì cũng phải gõ dòng lệnh như khi dùng Linux là quá dối rắm và bất tiện. Đó là tất cả những gì mình lúc ấy nghĩ và mình cũng chỉ học thuộc lòng với mục đích là làm sao để có thể được điểm cao thôi chứ mình gần như không thực hành hay sử dụng Linux. Sau này khi đi làm, điều đó khiến cho mình phải mất rất nhiều thời gian để có thể làm quen lại với Linux. Điều mà đáng nhẽ nếu ngày xưa mình học nghiêm túc thì mình đã có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Ngoài ra, đây chính là môn học khiến mình hạ quyết tâm học tiếng Anh nghiêm túc. Buổi học đầu tiên, cô giáo đã nói trước rằng bài thi cuối kỳ sẽ hoàn toàn bằng tiếng Anh, trong khi ngày ấy tiếng Anh của mình là một con số không tròn chỉnh. Trong quá trình học, mình đồng thời học lại tiếng Anh từ đầu để ít nhất đến lúc thi cuối kỳ còn đọc được cái đề bài. Sau đấy mình mới nhận ra rằng tiếng Anh không có quá đáng sợ như những gì mình vẫn bị ám ảnh trong suốt 12 năm học phổ thông. Cuối kỳ mình thi và được điểm B, nhưng thứ quan trọng nhất mình có được chính là đặt những viên gạch đầu tiên trong việc học ngoại ngữ. Thứ đã thay đổi cả quá trình học tập cũng như là sự nghiệp của mình sau này. Ok, sau khi hoàn thành các cái môn cơ sở ngành trong năm 2 và năm 3 thì ở trong hai năm cuối mình hoàn thành các môn chuyên ngành cũng như là đồ án tốt nghiệp. Đây là giai đoạn không để lại cho mình quá nhiều dấu ấn, mặc dù đây là những môn gần nhất mình học. Không phải là vì các môn học này nó không quan trọng mà là do đây là giai đoạn mình gần như dành toàn bộ thời gian vào việc học tiếng Anh. Sau khi đã xây dựng lại gốc tiếng Anh cơ bản, mình bắt đầu học lên TOEIC rồi IELTS. Thời gian này mình cũng là lúc mình quyết tâm là sẽ đi du học. Do đó các cái môn ở trên trường mình chủ yếu chỉ mượn vở của bạn bè rồi làm các cái đề thi năm trước chứ gần như là không vắt mặt lên giảng đường có nhiều môn mình được điểm khá là cao nhưng mình cũng không thực sự hiểu là các môn này học để làm gì hay là có ứng dụng gì mục tiêu lớn nhất của mình trong dạng này bao gồm có ielts cố tích điểm để tốt nghiệp bằng giỏi và cuối cùng là sau khi tốt nghiệp sẽ cố gắng xin học bổng toàn phần của bố mẹ để đi du học sau này mình cũng may mắn hoàn thành cả ba mục tiêu trên mình nghĩ việc mình chỉ học vẹt chứ không hiểu bản chất để lấy điểm cao cho các môn chuyên ngành nhưng môn liên quan trực tiếp đến quá trình đi làm sau này cũng là một dấu hiệu chỉ là rằng tương lai mình sẽ không đi theo hay là không theo được cái định hướng an ninh mạng hay là mạng máy tính mà mình muốn lúc ban đầu sau 9 kỳ đầu tức là 4 năm rưỡi học bách khoa mình nhận thấy một điều là càng năm đầu càng các môn đại cương thì học càng khó càng về những năm cuối các cái môn chuyên ngành thì học càng dễ đồ án tốt nghiệp của mình hoàn toàn không liên quan gì đến định hướng mà mình muốn theo lúc ban đầu đồ án tốt nghiệp của mình là về xây dựng một app tìm máy đỗ xe trên android mình tự thấy là độ phức tạp của đồ án của mình có lẽ là chỉ ngang với bài tập lớn của một môn học bình thường mình nhận điểm b cộng cho đồ án trong khi hội đồng của mình thì hầu hết các bạn đều được điểm a hoặc điểm a cộng điểm thì nó không như kỳ vọng nhưng ít nhất nó cũng giúp cho mình giữ được tấm bằng giỏi Thật ra thì tấm bằng tốt nghiệp bách khoa mình không có nhiều dịp để sử dụng nó. Có lẽ dịp duy nhất mình có thể sử dụng tấm bằng này đó là khi mình chuẩn bị hồ sơ để học lên thạc sĩ ở Đức. Tuy nhiên thì từ trước cho đến giờ mình vẫn luôn tự hào là một cựu sinh viên của bách khoa. Những kiến thức mà mình tích lũy được trong thời gian học ở bách khoa giúp đỡ mình rất nhiều trong quá trình học thạc sĩ cũng như là đi làm sau này. Ở Việt Nam bây giờ có rất nhiều trường đại học đào tạo công nghệ thông tin rất tốt, nhưng nếu cho mình chọn lại, mình vẫn sẽ chọn bách khoa. Vậy là trong video này, mình đã review cho các bạn bản điểm tốt nghiệp bách khoa của mình 10 năm trước nếu các bạn thấy những chia sẻ của mình có ích, các bạn có thể để lại tin nhắn ở dưới phần bình luận của video này, thì mình sẽ làm một cái video tiếp theo để có thể review cho các bạn bằng điểm mình học ở đại học kỹ thuật Munich. mình rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi của mình, mình xin hẹn gặp các bạn ở những video sau. nếu các bạn đang quan tâm, đang tìm hiểu về các khóa học online về AI, Data Science, Machine Learning thì các bạn có thể ở lại để nghe tiếp phần này. đầu tiên là khóa Python và AI cơ bản, được thiết kế để hướng đến những bạn trái ngành, những bạn chưa từng tiếp xúc với lập trình hay là IT bao giờ. trong khóa học này, các bạn sẽ được dạy những cái kiến thức cơ bản về lập trình Python các bạn cũng sẽ được làm quen với những cái thư viện Python hay được sử dụng trong lĩnh vực Data Science, Machine Learning. Đồng thời các bạn cũng sẽ được chia sẻ về những cái ứng dụng của AI trong những cái lĩnh vực trong cuộc sống thực tế. Khoa học thứ hai mà mình sẽ khai giảng trong thời gian tới là khoa học chủ chốt mà bọn mình mở nhiều lớp nhất từ trước cho đến giờ, đó là khóa Data Science và Machine Learning nâng cao. Khóa này hướng đến các bạn đang học hoặc đang làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin hoặc những bạn đã có kinh nghiệm về lập trình rồi. Khóa học này sẽ cung cấp cho các bạn toàn bộ những kiến thức các bạn cần biết về Data Science và Machine Learning. Ngoài ra trong khóa học này, chúng ta cũng sẽ tìm hiểu về hai cái nhánh ứng dụng chính của AI, đó là xử lý ngôn ngữ tự nhiên và thị giác máy tính. Trong khóa học này, các bạn sẽ được làm việc với private dataset mà mình lấy ra từ công ty cũ của mình làm về lĩnh vực tuyển dụng để các bạn có thể thấy được sự khác biệt giữa public dataset mà các bạn có thể dễ dàng download trên mạng với những private dataset mà các bạn sẽ chỉ có thể được tiếp xúc khi các bạn sau này các bạn đi làm ở các công ty. Khóa học tiếp theo là khóa Deep Learning for Computer Vision cơ bản. Khóa học này hướng đến những bạn đã có kiến thức cơ bản về machine learning và các bạn muốn tiếp tục tìm hiểu lên về Deep Learning Deep Learning for Computer Vision cũng là cái hướng đi mà mình chọn trong quá trình học thạc sĩ tại Đại học Kỹ thuật Munich và đây cũng là cái nhánh mà mình làm việc trong suốt hơn 4 năm qua. Trong khoa học này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những cái kiến thức cơ bản nhất mà các bạn cần biết về Deep Learning, bao gồm là Neural Network, Convolutional Neural Network và những cái layer đứng sau những cái kiến trúc này. Chúng ta cũng sẽ cùng nhau tìm hiểu về những cái mô hình CNN phổ biến nhất từ trước cho đến nay, cũng như là bài toán Image Classification, bài toán có thể nói là cơ bản nhất trong mảng thị giác máy tính. Khoa học tiếp theo là khóa Deep Learning for Computer Vision nâng cao khóa học này hướng đến những bạn đã hoàn thành khóa cơ bản và các bạn muốn tiếp tục tìm hiểu về những topic nâng cao như là Object Detection, Image Segmentation, GAN hay là OCR. Ngoài ra trong khóa học này, chúng ta cũng sẽ cùng nhau tìm hiểu và học cách sử dụng Docker, công cụ không thể thiếu nếu các bạn muốn đi làm sau này, không những trong mảng AI mà trong bất kỳ một cái nhánh con nào khác của công nghệ thông tin. Và cuối cùng, để bổ trợ cho những bạn nào muốn theo đuổi mảng AI Data Science Machine Learning nhưng còn bị yếu về kiến thức toán, thì mình sẽ tiếp tục khai giảng khóa học toán dành cho AI. Trong khoa học này, các bạn sẽ được học về bốn cái mảng toán chính cần thiết dành cho bất kỳ ai muốn theo đuổi AI, Data Science, Machine Learning, bao gồm là xác suất, thống kê, đại số tuyến tính và giải tích. Trong quá trình học, thay vì chỉ học những kiến thức lý thuyết cũng như là làm những cái bài tập khô khan thì mình cũng sẽ nói cho các bạn biết là những kiến thức này sau này các bạn sẽ được áp dụng như thế nào trong quá trình học hay là làm về AI, Data Science, Machine Learning. Nếu các bạn quan tâm hay có bất kỳ một thắc mắc gì về bất kỳ một khoa học nào của mình, các bạn có thể liên lạc với mình thông qua số Zalo như các bạn có thể nhìn trên hình.